một người đàn ông tự xưng có thể cầu nguyện để hôm mưa gọi gió cho thành phố Hồ Chí Minh, hay cầu nguyện cho cây lúa ở Hà Nội bớt ngã đổ. Danh tính người đàn ông này là ai? Thực hư việc hôm mưa gọi gió có thật như lời đồn? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Trước tình trạng nắng nóng kéo dài kỷ lục, hạn hán xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân Nam Bộ, một người tự xưng có khả năng gọi mưa về đã đề xuất được thử nghiệm để giúp người dân Nam Bộ. Mạng xã hội đang lan truyền văn bản của Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam gửi Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về việc giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng. Theo nội dung văn bản, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ giới thiệu trường hợp ông Lê Minh Hoàng với Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy người đàn ông tên Lê Minh Hoàng là ai? Ông Lê Minh Hoàng sinh năm 1967, hiện ở địa chỉ thôn Phúc Khê, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ông tự nhận mình có trình độ văn hóa không cao, mới học hết lớp 8, lại không giỏi giao tiếp nên khó để giới thiệu rộng rãi về khả năng của mình. Nói về khả năng gọi mưa của mình, ông Hoàng cho biết khoảng những năm 2000 ông bắt đầu phát hiện bên tai mình luôn văng vẳng tiếng gọi của bề trên. Bề trên khi đó hướng dẫn tôi âm thầm cầu cho bà con nơi tôi sống được mùa thì đúng như vậy. Sau đó tôi làm đơn trình bày khả năng cầu mưa, giảm nhiệt độ gửi chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương hướng dẫn tôi gửi lên thành phố hướng dẫn lên bộ, rồi không có ý kiến gì nữa. Dù không được cơ quan chức năng vào giới thiệu hay hỗ trợ, ông vẫn lặn lội tự mình đi cầu mưa cho nhiều địa phương như Bến Tre, Bình Dương, Tiền Giang, Cà Mau. Ông cho biết năm 2019, ông có vào Nam Bộ cầu mưa giúp người dân. Khi đang thực hiện cầu mưa ở Bến Tre, đến giai đoạn mây đen đã kéo về ùn ùn thì công an địa phương đến đuổi ông về, yêu cầu muốn làm gì thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan chức năng. Trên đường về thì người dân tại đó báo cho ông biết trời đã đổ mưa. Gọi mưa bằng cách nào? Ông Lê Minh Hoàng cho biết có thể gọi mưa bằng cách đọc một số kinh. Khi có nhu cầu gọi mưa ở địa phương nào đó, ông chỉ cần ngẩng mặt lên trời đọc kinh, hô mưa là sau khoảng vài tiếng đồng hồ sẽ có mưa. Hiện tại, ông có thể cầu mưa từ xa. Chỉ cần xem hình ảnh qua Zalo về tình trạng hạn hán của địa phương là tôi có thể cầu mưa được. Nói về lý do đến nhờ tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu cầu mưa cho Nam Bộ, ông Lê Minh Hoàng cho biết nếu đi làm với tư cách cá nhân thì sẽ không được chấp nhận. Do vậy, ông phải nhờ đến tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu vì có tư cách pháp nhân. Bởi theo ông, việc gọi mưa hoàn toàn là do ông thương đồng bào miền Nam chịu hạn hán nghiêm trọng chứ không có động cơ vụ lợi nào. Đây là việc làm hoàn toàn miễn phí. Tiếp tục với thông tin, ông Lê Minh Hoàng muốn hô mưa gọi gió giúp bà con thành phố Hồ Chí Minh thoát cảnh oi bức sau nhiều ngày nắng nóng 38 độ C. Vào tối ngày 14 tháng 4, ông Hoàng cho biết vừa đặt xong vé máy bay. Sáng ngày 15 tháng 4, ông sẽ bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi này, ông sẽ mang theo một số tài liệu ghi chép, báo cáo cầu mưa thành công thời gian qua, trình lên cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh xem xét. Nếu người dân thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ, ông sẽ giúp mọi người đến năm 2025. Ông ước tính trong 4 ngày sẽ cầu được mưa tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng cho hay, trong vòng 20 năm, chỉ một lần ông mất 28 ngày cầu mới có mưa. Hầu như 4 ngày cầu mưa đều thành công 100%. Có những nơi trời nắng 41 đến 42 độ C, ông cầu 11 đến 17 giờ đã có mưa ầm ầm. Tuy nhiên, cầu mưa nhanh quá sẽ kèm gió to dông lốc. Do đó, ông sẽ cầu cho thành phố Hồ Chí Minh có một trận mưa trong vòng 4 ngày, gió nhẹ để bà con giải nhiệt. Theo ông Hoàng, nhiều người còn hoài nghi sức mạnh siêu nhiên của ông. Lần này ông vào thành phố Hồ Chí Minh là người thật, làm việc thật để giúp bà con. Ông khẳng định bản thân không phải đi kiếm tiền lừa đảo, lấy tiếng mà vì thương bà con. Người đàn ông tự nhận hô mưa gọi gió chia sẻ. Ngoài Bắc, ông đã từng giúp mọi người rất nhiều bằng cách cầu mưa đúng ngày hoa màu đơm hoa kết trái đạt năng suất cao. Ông khẳng định mình là người Việt Nam chứ không ở đâu xa, giúp gì được cho đất nước là ông sẽ cố gắng. Ông cũng cho biết thêm, ông ngồi bất cứ đâu cũng có thể cầu mưa được, chỉ cần địa điểm rõ ràng. Liên quan đến vụ việc Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam gửi văn bản đến Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng. Sáng ngày 15 tháng 4, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Chi cục Thủy lợi, đơn vị thuộc sở có nhận được văn bản này.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, do thông tin không có căn cứ khoa học nên Chi cục Thủy lợi không trao đổi gì thêm với đơn vị gửi văn bản. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc trung tâm xác nhận văn bản trên đúng là do cơ quan của ông gửi đi. Tiến sĩ Điệp cho biết, ông Lê Minh Hoàng có đến gặp ông nhiều lần và nhờ Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ giới thiệu tới các tỉnh thành phía Nam đang bị hạn hán. Trước đó, trong văn bản gửi đến Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp cho biết ông Lê Minh Hoàng giới thiệu mình có khả năng cầu mưa hiệu quả. Văn bản nêu rõ, song thực tế vấn đề này chúng tôi chưa được kiểm chứng, nhưng rất xót xa dằn vặt về việc nạn hạn hán, thất bát mùa màng của một số tỉnh phía Nam, nên tôi giới thiệu với Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về anh Lê Minh Hoàng. Nếu quả thực anh ấy có khả năng kỳ diệu ấy, thì đất nước ta gặp phúc và các tỉnh phía Nam đang gặp hạn được cứu hạn. Sau một lần nữa, chúng tôi xin nhấn mạnh anh Lê Minh Hoàng có khả năng cầu mưa được hay không là chúng tôi chưa khẳng định và phủ định. Trước phát ngôn của ông Lê Minh Hoàng có khả năng cầu mưa, hô mưa gọi gió, một số chuyên gia thời tiết cho rằng hành động này không có cơ sở khoa học. Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Sau những tháng nắng nóng, mặt đất, ao hồ bốc hơi nước lên cao. Khi đủ lực đối lưu, những hạt hơi nước sẽ ngưng tụ lại trong mây. Khi nước từ mây rơi xuống bề mặt trái đất mới gọi là mưa, những cơn mưa là quá trình vật lý khí quyển. Theo bà Lan, một con người đứng dưới mặt đất khấn vái cho rằng ông trời cho mình một năng lực, khả năng tạo ra quá trình khí quyển như vậy thì không thể nào coi là cơ chế mang tính chất khoa học được. Bà Lan cho biết hiện miền Nam đang trong cuối giai đoạn mùa khô, chuẩn bị chuyển sang mùa mưa. Nếu ông Hoàng cầu mưa mà có mưa, đó là sự may mắn hoặc tình cờ. Theo ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa phải hội tụ các điều kiện, một là trời phải có mây, loại mây đối lưu, dễ xảy ra mưa hoặc các loại mây tăng thấp. Muốn có mây, quá trình bốc hơi từ mặt đất, ao hồ phải liên tục xảy ra, độ ẩm không khí phải cao, mặt đất có nhiệt độ cao, nhưng càng lên cao nhiệt độ càng giảm, khối không khí đạt tới trạng thái bão hòa. Quá trình ngưng kết xảy ra, hạt mây đủ lớn, trọng lượng những hạt mưa thắng được lực dòng thăng, mưa sẽ xảy ra. Vị này chia sẻ, ông Hoàng có thể nhờ luật sư tư vấn, nếu cầu được mưa dài hạn, không vi phạm pháp luật, ông Hoàng cứ làm việc có ích, có thể không cần xin phép, nhưng vị này không tin ông Hoàng làm được. Nhiều người dân mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh sớm có mưa đầu mùa, xoa dịu cái nóng oi bức thời gian qua. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4, xác suất mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh là 0%. Tuy nhiên, sang ngày 17 tháng 4, khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi được dự báo xác suất mưa là 60%. Đây có thể xem là giai đoạn chuyển biến về tình hình mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều ngày xác suất mưa ở thành phố bằng 0. Trước vụ việc gây xôn xao dư luận này, ông Lê Minh Hoàng cũng cho biết từng cầu cho lúa ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội bớt ngã đổ vì gió. Ngày 14 tháng 4, ngay sau khi nhận được văn bản của ông Lê Minh Hoàng về việc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành xác nhận ông có khả năng cầu nguyện cho cây lúa bớt đổ ngã, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết sẽ vào cuộc xác minh thực hư của văn bản trên. Vị lãnh đạo này cho biết đã trao đổi với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành để kiểm tra xác minh lại sự việc. Tại sao có dấu đỏ xác nhận của hợp tác xã trong báo cáo trên cũng được cơ quan chức năng tiến hành xác minh. Tới chiều ngày 15 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận được thông tin, huyện đã lập tức giao cho Ban Tôn giáo, chính quyền hai xã Mỹ Thành và Bột Xuyên, nơi cư trú của ông Lê Minh Hoàng để xác minh. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định văn bản trên chính là do ông Đinh Quang Thành, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành ký. Vị lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành đã họp và yêu cầu ông Đinh Quang Thành, chủ nhiệm Hợp tác xã viết bản kiểm điểm. Ông Thành là đảng viên, cầm con dấu của hợp tác xã mà lại đi xác nhận những sự việc mang tính chất mê tín dị đoan là không chấp nhận được. Cũng qua buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân xã Bột Xuyên và xã Mỹ Thành, ông Lê Minh Hoàng đã nhận lỗi về việc nói có khả năng cầu mưa cho Thành phố Hồ Chí Minh và cầu nguyện cho cây lúa bớt đổ ngã. Ông Hoàng đã xin lỗi về thông tin không đúng sự thật. Ông Hoàng nhận sai và xin rút lại hết các văn bản đã gửi.